Mọc đò con xâm lanh nè ở bục. Ở bục xôm ở con pra bê về lì ở bàn nơi bà giáo tràn chất tì bổng phót khăn ông chì vật ở bọc con. Bê tùm này xôm ở con chạp xịp hư nì, dột mọc an. Hơi chạm tục nơi xì cái đây nì mùi phong. Bê miền tục. Xôm ở con bì chà rà nà tàm ca nè nòm ở bọc ư nơi khăn ông xịp hư nì. Bên nực ở lại, xôm ở con an nữ dịp hư ni. Đôi chị bàn nữ khả bài mai ở đài. Bè bàn sọc, xôm ở con chạp dịp hư ni. Màu rì rì sắp bài chìa mùi ở bục mà đài. Nâng miên thịt đầy sọc chìa mùi krom krua xa đài. Bè con miên bà nhà hà. Xôm ở con bạc xa chìa mùi ở bục mà đài. Tại bà ở bục mà đài mình nơi tề. Xôm ấy con bạc xa chìa mùi xịp hư nít cho. Bốc nâng mai bạc xa ấy con miền nơi xịp đầy sốc. Tờ ban chìa ọp rùm nâng đá tươn kào nơ rùm lực con chìa rươi rươi. Mình ai con lên hút bê về lìa. Pro ai nôm ấy con miền chùm ngư khôn nơ rùm nghe chìa đàm. Đá tươn con mình ai nhắm nơ à hà ná đài mình lọ. Bảo vệ ai nằm ở khôi sọc hợp hiếm. Hai bảo con nơi mình toàn dươi nơi bệ đá tươn rư cỏ. Mình sẽ đáp tam nơi bệ tầm bồ miên rồi bỏ mai ở tên nô. Đáp bệ con mình sẽ rùi khuôn làng. Ở bụng mặt ai có trời tại nơi ra xa. Nâng phía ba con giang lọ cho ti bóng phót đặt đài ra. Nơi khăn ông đâm nơi chỉ vết gật đôi khăn nìa. Ở bục mặt đài, bàm chia giêm ọp ở rùm, nâng đá tươn trên nếch. Ai cô...